Sao em ở nhà với chị suốt mà em không biết gì cả? Chị tự giải quyết xong rồi. Chuyện không hay thì nó cũng xảy ra rồi. Có lôi kéo mọi người vào thì cũng có làm được cái gì đâu. Sao chị lại nói như thế? Người mệt mỏi là chị cơ mà. Chị phải nói cho mọi người biết mọi người còn chăm sóc chị chứ. Chị ổn mà. Vẫn khỏe đấy thôi. Với lại đây cũng không phải là lần đầu tiên. Thế nên là cảm giác nó cũng chai rồi. Chị uống bia ít thôi. Tại vì bây giờ là người chị đang bị yếu đấy. Tôi không phải là thằng Long. Yên tâm. Điều mà chị cảm thấy tiếc nuối nhất khi quyết định ly hôn lại chính là hai đứa đấy. Em nói thật, nếu mà vì cái đấy thì thôi, anh một lần anh bỏ qua cái sĩ diện của anh đi, một lần thôi. Chứ anh đừng vì cái sĩ diện của anh mà anh đánh mất người như chị Phương. Người như chị Phương không còn trên đời đâu. Cứ thi thoảng lại làm một nhát cho gia đình sốc, thế mới tài. Bù lại thì hàng ngày anh không gây rối như bọn mày. Vâng. Anh để dành được chưa? Vâng. Anh để dành. Nhưng mà anh làm phát nào ra phát đấy anh ạ. Hôm nay chị Phương hẹn ra nói chuyện. Thế đúng, chị Phương là người chủ động. Tao nghĩ chắc là bà phải chịu dồn nén nhiều lắm, khó chịu lắm bà mới làm như thế. Chứ còn bình thường tính bà ấy, đến 5.000 bà ấy còn tiếc, chứ đừng nói là cuộc hôn nhân gần chục năm rồi. Lý do là gì? Phương phải nhớ, dù con có ở đâu, con ở với ai, con vẫn là con gái của mẹ. Mẹ lúc nào cũng yêu con. Mà đã là con gái của mẹ thì con phải luôn sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Con biết chưa? Con muốn lấy vợ ạ. Con lấy ai? Trâm Anh, chủ của studio ảnh cưới mà con đang hợp tác cùng. Trong cái cuộc đời này, con tin chắc một điều là không có một cuộc hôn nhân bất ngờ nào lại không có những lý do bất thường. Thực sự em không hiểu là chị cố tình hay là vô ý. Chắc chị là người hiểu rõ nhất. Đúng là muối mặt. Cái bà U60 cầm đầu đường dây con dâu thì đánh nhau mấy cái đứa trẻ danh. Gia đình anh em chưa từng thấy ở đâu bao giờ, kể cả trên TV. Cả nhà mình là một gia đình. Một gia đình thì chơi hết mình. Chơi hết mình là chơi nhiệt tình. Mà không nhiệt tình thì chơi một mình. Đi thôi. Đi nào các con.